Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 2 tới ngày 7 tháng 5, trong quá trình bảo vệ giàn khoan HD981 đặt hạ trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, 80 tàu của Trung Quốc thường xuyên ngăn cản, đâm húc và phun nước áp lực cao vào các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Những hành động hung hăng này đã làm hư hại 8 tàu của Việt Nam đang thực thi luật pháp trên biển, 6 kiểm ngư viên trên các tàu cũng đã bị thương nhẹ. Ngoài các hình ảnh được cung cấp trong buổi họp báo quốc tế do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức ngày 7 tháng 5, những hình ảnh đồ họa sau sẽ giúp ta hình dung rõ hơn về hành động khiêu khích hung hăng của tàu Trung Quốc. Khi tàu kiểm ngư của ta phát hiện ngăn chặn, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã chủ động húc đẩy, đâm va với tốc độ cao, góc tiếp cận lớn, rú còi, chiếu đèn pha, phun nước áp lực cao, làm hư hại các tàu kiểm ngư Việt Nam. Trung Quốc thường xuyên huy động 2 tàu kèm một tàu Việt Nam, thậm chí có thời điểm có đến 5 tàu bao vây một tàu Việt Nam. Các tàu kiểm ngư của ta bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm, húc đẩy nhiều lần, dùng vòi rồng làm hư hỏng tàu thuyền và các trang thiết bị. 6 kiểm ngư viên Việt Nam bị kính văng vào làm bị thương phần mềm. Theo đó, ngày 3 tháng 5, tại vị trí cách giàn khoan HD981 khoảng 10 hải lý, tàu hải cảnh 44044 chủ động đâm thẳng vào mạn phải tàu CSB4033, làm cho tàu của ta bị rách mạn phải, làm hư hỏng máy phải và các trang thiết bị khác. Đến ngày 4 tháng 5, tàu hải cảnh 44103 lại đâm thẳng vào mạn trái tàu CSB2012, làm rách góc đuôi mạn phải và hư hỏng một số trang thiết bị. Đáp lại các hành động khiêu khích, hung hăng này, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam vẫn kiềm chế, kiên trì vận động, cương quyết, yêu cầu các tàu và giàn khoan Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Đến thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ tàu hải quân nào của Việt Nam xuất hiện tại khu vực này.